Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Đối với cái nhu cầu di chuyển trong phố ngày nay thì những chiếc xe có kích thước nhỏ gọn và đặc biệt là tiết kiệm nhiên liệu, êm ái khi sử dụng thì rất là quan trọng. Thời gian vừa rồi Nissan cũng giới thiệu một cái sản phẩm với cái công nghệ động cơ e-Power rất là hay. Và ngày hôm nay mình muốn cầm lái chiếc xe này để trải nghiệm sâu và chia sẻ với quý vị và các bạn. Giá trị đầu tiên về cái công nghệ động cơ e-Power ấy thì mình phải khẳng định với nhau là gì? Toàn bộ chiếc xe này nó vận hành như một chiếc xe điện. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái sức mạnh của động cơ, cái cảm nhận về lái, cảm nhận lên ga, độ bốc và cái moment xoắn cao cũng như cái độ êm khi hoạt động. Đó, thì nó là giống như một chiếc xe điện. Đây các bạn nhìn này. Nó chạy rất bốc. Bốc nhưng mà là gì? Là mượt. Bình thường là những chiếc xe truyền thống là gì? Chúng ta dí ga lên đúng không? Tua nó sẽ cao lên và động cơ nó wow lên. À không, đây không phải. Từ cái công nghệ động cơ e-Power các bạn có thể nhìn thấy rằng là đấy, tất cả phần dẫn động của xe là 100% là động cơ điện. Nguồn từ pin, đúng không ạ? Qua inverter, tức là biến tần ấy, điều khiển động cơ điện. Từ động cơ điện là gì? Biến điện năng thành cơ năng. Đó, thế là vận hành là gì? Là một chiếc xe điện. Xe điện bình thường là chúng ta sẽ phải đến cây sạc hoặc sạc ở nhà, đúng không ạ? Thì ở đây tôi cấp cho một cái động cơ nữa. Đó, và cái động cơ này là có nhiệm vụ là gì? Sạc cho chính cái viên pin. Một trong những cái yếu tố là so với các cái mô hình hybrid đấu song song truyền thống ấy, thì các bạn sẽ có thể nhận ra một số cái yếu tố như này. Ví dụ như công nghệ pin. Công nghệ pin là pin là theo đúng là nghĩa là gì? Pin xe điện. Pin lithium nó có cái độ bền rất là cao. Đó, chế độ sạc cũng nhanh, tức là sạc ở đây dù là tự sạc nhưng cái việc mà cái tốc độ sạc nó nhanh, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ nhận lại được là gì? Chúng ta sử dụng cái nguồn năng lượng từ pin nhiều hơn. Đấy, thế bây giờ để chứng minh cái hiệu quả của cái e-pedal ấy thì mình cùng làm cái thí nghiệm như này. Đây là một cái tuyến đường, ở đây là bao nhiêu? Đây, 61 Nguyễn Lương Bằng. Mình sẽ chạy về đâu đó tít để Yên Lãng đi. Bây giờ mình cũng đang có việc ở đấy. Mà mình đi rất bình thường, tức là chứ không phải lúc nào cũng cứ phải suy nghĩ là gì, là phải phải lựa một cái khoảng cách, mà mình đi một cách cực kỳ bình thường luôn. Đấy. Nó đường rất là đông. Ví dụ thả thế này nó phanh là gần như không. Thả ra là tự phanh mà. Hay biết. Đây. Đây, thả ra này. Nó tự phanh luôn. Nhưng mà đây là điểm dừng của đèn đỏ. À, thế cho nên đương nhiên một lần phanh. Đèn đỏ thì đương nhiên rồi, xe gì chẳng phải tự phải giữ phanh lại. À mà cái này cũng hay nữa là này. Cái này nó tự phanh nhưng nó rất là mượt. Đấy, tự hãm. Thế cho nên là đi phố này, ví dụ anh chị em nào mà dễ bị say xe ấy, đúng không? Thế thì ví dụ mà mình chỉ cần gì phanh nhiều ấy, phanh phải là cái lực G nó đập vào người mệt lắm. Thế cho nên là cái công nghệ e-pedal này, một chân ga này, đấy, bạn đi này, à, thả này. Đấy. Thì gì? Là người ngồi bên cạnh nó cũng đỡ mệt, đỡ say hơn. Đấy các bạn nhìn thấy không, bây giờ là mình lại đi lên đến đền Gióng để mình đi cái đường dốc ở trên này. Trên này thì các cái đường dốc nó cũng rơi vào cứ khoảng 10%. Độ dốc rất là mà nó quanh co, hệt như mình đi đường các khu đường Tây Bắc ấy. Thế thì ở đây bạn sẽ nhìn thấy rằng là ở trên cái đồng hồ báo cái quãng đường có thể di chuyển bây giờ nó lại tăng lên là 555 km. Có nghĩa là gì? Cái lượng mà phanh tái sinh, nên là tái tạo năng lượng, mình nhận được nhiều cái nguồn năng lượng tái tạo. Thế thì nó lại có thể là gì? Chúng ta lại có thể di chuyển được cái quãng đường dài hơn. Và thực sự là trong suốt cái quãng đường mình chạy từ Hà Nội lên trên này với cái e-pedal ấy, e-pedal ấy, một chân ga đây này, thực ra là mình không phải dùng phanh, nói thật sự luôn. Và trên cái quãng đường này này, cái đường dốc như này này, thì bình thường những cái xe mà dung tích động cơ nhỏ, kể cả 0.6, 0.7 luôn, đi đường này máy nó cứ gào ầm ầm luôn, đúng không?
Đấy, nhưng mà đối với Nissan Kicks ấy, thì bởi vì là gì? E-Power có nghĩa là dẫn động 100% là động cơ điện. Đấy, chính vì vậy cái hiệu suất sinh công của cái động cơ điện nó rất là cao, nó trên 90%. Và cái moment xoắn nó sinh ra là tức thì. Đấy, một cái yếu tố nữa là nó tuyến tính, tức là mình đạp đến đâu lên đến đây nó không trễ. Thế cho nên là mình lái cái đường này nó rất là nhàn, kể cả mình chạy ở tốc độ thấp. Đó. Đấy, nó rất là mượt. Đấy, trong khi đó nếu như cần cái năng lượng để sạc cho cái pin thì cái động cơ ấy nó lại hoạt động ở cái vùng rất là tối ưu. Đó, cho nên là cái nhiệt lượng tỏa ra, cái độ ồn nó sinh ra cũng rất là nhỏ. Đấy là tạo cái cảm giác thoải mái cho khi mà mình lái xe. Đấy, còn nói về các cái chỉ số thì thực ra là với cái xe này cái hiệu suất sinh công của động cơ điện nó là 136 PS, mình đổi ra là khoảng 134 mã lực. Nhưng mà cái quan trọng khi mà động cơ điện nó dùng để quay cái bánh ấy, cái moment xoắn nó rất là cao là 280 Nm và nó sinh ra là tức thời. Nhưng cái quan trọng nhất ấy là mình đánh giá rằng Nissan Kicks này mang lại cái trải nghiệm lái cực kỳ tốt. Mình không nghĩ rằng một chiếc xe thuộc phân khúc B mà lái ngon, độ ổn định thân xe cực kỳ tốt, cách âm rất tốt. Đấy, Sport này thì lên nhanh lắm, nó rầm rầm luôn ấy. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, nó chạy như một cái xe thể thao luôn. Đây là một khúc cua 10%, độ dốc 10% các bạn này. Đấy, mà mình có cần phanh đâu, đến đây mình thả ra. Đấy, đấy. Và tự điều khiển, xe sẽ tự điều khiển tốc độ để mình có được cái trải nghiệm lái vô cùng. Đây, dốc này, các bạn nhìn này, đây, này, nhả phát này. Đấy, đây nhá, mình nhả này. Đấy, rất là mượt, sau đây lên tiếp này. Đấy. Đấy, các bạn sẽ thấy là lượng pin được sạc rất là nhanh. Đấy, chút nữa mà chúng ta lại tích lũy, chúng ta có thể bật cái EV này lên. Đấy, chút nữa bật EV lên. Thế thì khi đấy chúng ta lại gì? Chúng ta lại đi trên đường bằng thì chúng ta lại có được thêm một cái quãng đường. Do cái nguồn năng lượng tái tạo thu hồi lại được, sạc lại cho pin. Ngọt, xe này lái ngọt thật đấy. Vô lăng nó ngọt, nó rất là nghe. Đấy, phải nói là đi một chiếc xe nó có xu hướng xanh hóa đến một cái không gian xanh như thế này, cảm giác người vô cùng là dễ chịu. Để mà nói về thiết kế thì yêu ghét xấu đẹp thì tùy mắt. Tuy nhiên với Nissan Kicks thì mình nghĩ rằng đây là một thiết kế khá là cá tính. Và vẫn là những cái điểm rất là đặc trưng mà các bạn đã nhìn thấy và cũng đã nghe rất nhiều rồi. Kiểu như là lưới tản nhiệt V-Motion, logo Nissan mới. Thiết kế khá là gần guốc góc cạnh, cá tính. Đấy. Về mặt trang bị thì đèn là đèn full LED. Cái thứ hai nữa là về trang bị thì có trang bị camera 360. Nhìn chung mình đánh giá cao về cái phần là thiết kế bên thân. Bởi vì đường nét nó rất là cứng gáp. Cái thứ hai là mang phong cách của một chiếc gì? Một chiếc crossover. Khi tất cả các cái phần ốp này đều là nhựa sần, nhìn rất là cứng. Đối với chiếc xe này bởi vì là sao? E-Power vận hành, chạy hoàn toàn là bằng gì? Động cơ điện. Thế cho nên là ngay cả công nghệ lốp này, đã, thì là cũng hướng tới cái việc là để tối đa hóa cái quãng đường di chuyển bằng pin. Từ đấy mang lại cái khả năng tiết kiệm cũng như mang lại cái sự êm ái. Với một chiếc xe như thế này thì mình nghĩ là nên có đá cốp này, cốp điện này, có nhiều cái cách mở thông minh hơn, tiện hơn. Thì đây, các bạn sẽ nhìn thấy rằng là cái không gian, dù là nhìn ở ngoài mình nhìn thấy là cái kích nó tương đối là nhỏ xinh xinh đúng không? Nhưng cái không gian chứa đồ, để đồ phải nói rất là rộng. Chưa kể là mình có thể tháo cái tấm này ra để có thêm được. Bạn có thể nhìn một cách rõ nét hơn. Đấy. Ở đây thì mình xin chia sẻ về cái mức tiêu thụ nhiên liệu của cái công nghệ e-Power. Đây là con số của cục đăng kiểm. Thử, chu trình thử này, theo tiêu chuẩn này, đây đầy đủ hết này. Thì 4,6 lít là trên 100 km là đi đường kết hợp và 2,2 lít trên 100 km là trong đô thị, 6,1 lít trên 100 km là ngoài đô thị. Đây, bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy rõ hơn. Đây, động cơ này, 1.2, 3 xi lanh. Đây, đây là đóng vai trò là một chiếc máy nổ để cấp cho pin.
Bởi vì cái kinh nghiệm của Nissan, họ đã làm rất thành công với Nissan Leaf là chiếc xe thuần điện rồi. Thế cho nên cái việc mà thiết kế ra một chiếc xe có một cái trải nghiệm với one pedal nó thực sự là sở trường của Nissan. Và các bạn sẽ nhìn ở đây này. Đấy, thì đây là bộ biến tần. Nếu như chúng ta bỏ cái phần động cơ đốt trong đi. Đấy. Chúng ta sẽ thấy bộ inverter không khác gì tất cả những chiếc xe thuần điện. Cái thứ hai là có một cái bộ động cơ điện ở phía dưới và nó dẫn động luôn hai cái bánh trước, dẫn động cầu trước. Thế cho nên là trải nghiệm lái trong tất cả các cái trải nghiệm mà mình đã thử ấy, thì gần như đó là trải nghiệm của một chiếc xe thuần điện. Đó. Một trong những cái yếu tố nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy tại sao mà cái khoang xe nghe kiểu mình đứng này nó không bị nóng. Đó, và cái độ ồn nó gây ra rất là thấp. Đấy, bởi vì đây các bạn nhìn này, thì cái phần cái quạt gió đây này thì gì? Cái động cơ này không phải gồng mình để hoạt động ở quá nhiều điều kiện. Đúng không ạ? Ngay cả lên dốc cũng thế. Thế chính vì vậy là gì? Tôi chỉ cần một cái quạt nó vừa đủ liu diu 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 để đủ làm mát thôi. Bởi vì gì? Tôi là cái máy đổ. Ở đây các bạn trong khoang này xe, các bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều các chi tiết made in Thái Lan, bởi vì chiếc xe này được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. Còn đối với cái về cái khả năng cách âm ấy, thực ra là tai mình nghe thì mình trải nghiệm thì mình thấy là cái cách âm của chiếc xe này nó xét cho cùng ở phân khúc cái platform ấy thì nó phải là gọi là cách âm rất là vượt trội, là thật sự là như vậy. Tuy nhiên là mình sẽ có những cái con số để các bạn có thể thấy được ở các cái tốc độ khác nhau. Đấy, cái độ ồn dB bọn mình ghi lại bằng các cái máy đo độ ồn. Đấy, thì đúng như cái mình dự đoán là cái kích thước trục cơ sở có lợi thế. Thế cho nên ở cái hàng ghế trước các bạn sẽ có một cái không gian khá là rộng. Đấy. Còn về thiết kế, về cái phong cách thiết kế thì cũng như các cái dòng xe Nissan thôi, như Almera rồi kể cả X-Trail mới vân 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 vân. Đấy. Bởi vì cái người Nhật họ làm những cái gen thiết kế mà nó rất là rõ rệt trên tất cả các dòng xe. Ví dụ như là từ cái vô lăng các bạn sẽ nhìn thấy cái vô lăng kiểu D-cut này. Với các cái hàng phím điều khiển vô lăng này, bạn sẽ tìm thấy là trên rất nhiều các cái mẫu xe bây giờ của Nissan. Đấy. Ở đây thì chúng ta có một cái màn hình trung tâm này. Màn hình này thì mình nghĩ là đủ dùng thôi. Với cái chất lượng camera đây các bạn này, đây những cái hình ảnh thực tế. Đấy. Mình nghĩ là những cái cam 360 sau này là phải cũng nên nâng cấp lên ở cái cấp độ gọi độ phân giải rồi các cái góc nhìn nó tốt hơn nữa. Tuy nhiên là các tính năng kiểu như CarPlay các kiểu thì đầy đủ. Và quan trọng là trải nghiệm là gì? Dùng nó ổn định. Đấy. Được chưa ạ? Điều hòa thì một vùng độc lập. Đối với các cái tính năng mà mình rất hay dùng khi đi phố ấy, kiểu như phanh tay điện tử này hay auto hold này. Đấy. Rồi là các cái chế độ lái, đấy, các drive mode. Đấy. Thực ra để đây nó rất là dễ dùng. Và mình đánh giá cao trên một chiếc xe nhỏ của người Nhật thường làm ở cụ thể Nissan ấy, thì bạn sẽ tìm thấy được rất nhiều các cái vị trí, các cái ngăn để đồ khá là thông minh ở các cái bệ này đó, rồi là gì ở các cái tab bi cửa. Còn đối với cả Nissan như ở Nissan Kicks này, về mặt tiện ích thì đủ dùng đó. Tuy nhiên mình vẫn mong muốn nhiều cái tiện ích hơn. Thứ nhất là ghế là nên là phải có ghế điện, có bơm lưng nữa. Cái thứ hai nếu được thì bố trí thêm cái ví dụ sưởi ghế, sưởi làm mát đó. Và những chiếc xe như thế này cũng nên bây giờ là cũng nên có cái công nghệ hỗ trợ lái an toàn cao cấp, kiểu như là adaptive cruise control vân vân, thì như vậy chúng ta có được cái trải nghiệm lái trên các cái đường cao tốc nó nhạt hơn. Thứ ba nữa là thêm những cái gì, những cái kiểu như màn hình hắt kính lái này, rồi là cảnh báo điểm mù vân 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 vân. Nhưng xét lại về các cái công nghệ cái hệ thống an toàn thì Nissan Kicks cũng có, như là hệ thống an toàn 6 túi khí, auto hold, phanh tay điện tử, rồi là cam 360, rồi là cảnh báo khi mà chúng ta buồn ngủ. Đấy, nhất là chạy đường dài xe lại rất êm nữa. Đây là vị trí tư thế mình để đúng cái vị trí mình vừa ngồi là đúng theo tư thế lái của mình nhé. Nhìn chung ở hàng ghế thứ hai thì là mình đánh giá là phù hợp cho những cái quãng đường ngắn. Nhìn chung là ở hàng ghế sau ấy thì cái độ ngả này này thì mình muốn là nó ngả nhiều hơn nữa. Cái thứ hai là cái hàng ghế này có thể đẩy sâu ra một chút nữa để mình có thêm cái khoảng trống đầu gối. Tuy nhiên là cái khoảng trống đầu khá là tốt. Đấy. Còn về tiện ích thì
Ở đây thì có hai cái khe cắm sạc thôi, không có cái cửa gió điều hòa phía sau. Tuy nhiên, đối với các cái dòng xe Nissan thì mình đánh giá rất là cao cái hệ thống điều hòa. Thực sự là rét run luôn. Đối với cái hệ thống âm thanh này thì mình nghe có nghe một số cái bản nhạc bolero rồi pop, thì nghe qua Spotify thì mình nghe lại khá là ưng tai. Nếu như mà bạn đi trên những cái đường cao tốc đó thì thực sự là đúng là cái cảm nhận nó là lái gì? Là lái một chiếc xe thuần điện luôn. Bởi vì khi mà bạn này, bạn để sport đấy, bạn lên phát nào bạn biết phát đấy luôn. Đấy. Và cái e-pedal ở cái chế độ sport hoặc là chế độ eco, các bạn nhìn này. Đây, phía trước là một cái gì? Cái công trường này. Đấy, thả nó đã giảm tốc độ đi rất là nhiều rồi. Mà nó rất là mượt. Đấy. Nhưng khi cần mà chúng ta là gì? Cần dứt khoát để vượt thì nó lên không khác gì một chiếc xe điện cả. Đúng là nếu mà để nói mà về cái trải nghiệm về cảm giác lái đó, độ bốc, độ sướng đấy, thì thực sự là trong cái phân khúc ấy, platform ấy, thì mình đánh giá cực kỳ cao. Thậm chí nó là số 1 luôn với Nissan Kicks này. Vâng, thực ra thì trong suốt cái quá trình trải nghiệm từ đường phố ra đường trường cho đến đường đèo dốc ấy, thì thực sự là mình rất ấn tượng với cái công nghệ e-power. Đấy, khi mà nó mang lại cho mình một cái trải nghiệm lái gọi là như một chiếc xe gọi là thuần điện. Đấy, cái trải nghiệm lái nhá. Đấy, cái thứ hai là về cái e-pedal. Đấy, cái e-pedal. À, cái này phải nói là nếu mà đi thực sự là gì? Nó là dễ nghiện. Thì ở đây e-power nó cũng là một cái trái tim, một cái giải pháp công nghệ mình nghĩ khá là hay trong cái giai đoạn mà nếu như bạn đang muốn trải nghiệm lái của một chiếc xe điện nhưng lại không phải loay hoay đi tìm trạm sạc, thì đây là một trong những cái giải pháp như vậy. Và nếu như chúng ta xét về cái mức giá bán thì là có giá khởi điểm là từ 789 triệu, bản cao là 858 triệu. Thực sự là mình vô cùng ấn tượng với cái trải nghiệm lái của cái Nissan Kicks này. Mình hy vọng rằng các bạn sẽ có nhiều thời gian trải nghiệm lái, và hy vọng là mình sẽ nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi của quý vị và các bạn bằng cách comment ngay dưới video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.